Xin chào tất cả mọi người ở đây. Thật sự thì mình đã tổ chức tham gia rất là nhiều những sự kiện, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đứng ở trên sân khấu với vai trò của một người speaker, cũng như là nói một vấn đề nào đó mà thật ra bản thân mình cũng chưa chắc là mình có đủ khả năng, có đủ cái thông tin cũng như đủ kinh nghiệm để chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Xin các bạn cho mình tràn hết tay để chấn an. Mình là Thảo, Huỳnh Minh Thảo. Mình là quản lý về truyền thông của trung tâm ICS, một tổ chức có thể gọi là đầu tiên ở Việt Nam làm về quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới, hay còn gọi là quyền của người LGBT. Mình được mời tham gia chương trình này thật sự là cũng là một cái vinh dự cho mình, bởi vì đứng gần rất nhiều những tên tuổi rất lớn, và đó đều là những cái anh chị, những cái người mà đã có những cái kinh, những thâm niên, những kinh nghiệm, và mình thật sự là rất muốn học hỏi. Bản thân mình thì mình nghĩ là tất cả các bạn ở đây đều là những người rất trẻ. Mình thì mình nghĩ các bạn, mình cũng trẻ và cũng nằm ở cái tầng lớp, những cái lứa tuổi cũng trạc với các bạn. Năm nay mình 30. Và khi mà mình đến cái buổi này thì mình chỉ có một cái mơ ước, một cái mong muốn nhỏ thôi. Đó là mình hy vọng mang đến cho các bạn một cái nhìn mới. Một cái nhìn mới nó khác biệt hơn về sự đa dạng. Rất nhiều người ở đây chắc là các bạn cũng đã hiểu thế nào là sự đa dạng rồi. Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng rất nhiều. Và chúng ta thì đều nghĩ rằng chúng ta đang chấp nhận sự đa dạng một cách tốt nhất. Chắc là các bạn ở đây đều có từng cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thực tế thì mình cũng phải cần test lại một xíu coi các bạn ở đây đã thực sự là tôn trọng hay là chấp nhận sự đa dạng đến mức nào ha. Đầu tiên thì mình có một cái câu hỏi. Ở đây thì các bạn có ai biết chị Cindy Thái Tài không ạ? Bạn nào biết ạ? Ok. Mình muốn hỏi các bạn là các bạn ở đây có bạn nào biết là chị Cindy Thái Tài là người đồng tính không ạ? Ai nghĩ như vậy thì có thể giơ tay lên ạ. Ở đây có ai biết chị Cindy Thái Tài là người chuyển giới không ạ? Ok. Vậy mình hỏi các bạn có biết mình là người đồng tính hay người chuyển giới không ạ? Mình tự nhận mình là người đồng tính. Nhưng mà tất nhiên thì các bạn thì không thể nào tự nhận được. Các bạn không thể nào nhận diện giùm mình được. Các bạn chỉ có thể tự nhận cho bản thân mình thôi. Tất cả mọi người ở đây thường có thói quen là gắn label cho người khác, gắn cái nhãn cho người khác á. Nhìn một người nào đó và tự cho người đó là đồng tính hay là người chuyển giới. Ví dụ thấy một bạn trang điểm rất là lòe loẹt đi ngoài đường, ổng ẹo tay chân cử chỉ một xíu là sẽ nói là ừ, bạn đó là một người chuyển giới, hay là dân giả hơn là một người BD. Hay là thấy một bạn nữ mà ăn mặc rất là tomboy đi ra đường sẽ gọi người đó là ô môi, đúng không ạ? Ai đã từng như vậy thì có thể giơ tay lên cho mình biết, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn rất là thành thật. Và bản thân mình phải thừa nhận là mặc dù mình đang làm trong công việc của những người truyền tải những thông tin về vấn đề xu hướng tình dục cũng như là bản dạng giới cho tất cả mọi người, nhưng mà chính bản thân mình cũng từng là một người kỳ thị những người chuyển giới. Mình từng là một nạn nhân của cái vấn đề kỳ thị đó. Và mình cảm thấy rất là có lỗi với tất cả những cái bạn chuyển giới. Hy vọng là ngày hôm nay cũng là một dịp để mình chia sẻ cái thông tin này. Và như các bạn cũng biết, có một cái điều mà mình cần chú ý nhỏ đến mọi người ở đây, đó là người đồng tính là luôn luôn trăn trở với việc đặt một câu hỏi và luôn luôn mong muốn trả lời được là tôi bị hấp dẫn bởi ai. Và người chuyển giới họ sẽ luôn luôn đặt một cái câu hỏi là tôi là ai. Hai câu hỏi này hoàn toàn khác nhau. Có thể là người đồng tính thì họ chỉ có thể nghĩ là tôi bị hấp dẫn bởi anh A, anh B hay chị A, chị B gì đó. Nhưng mà người chuyển giới thì họ lại luôn luôn suy nghĩ là ừ, tôi không đúng với lại cơ thể của mình, tôi không phải là cơ thể này. Hai lĩnh vực này nó khác nhau. Và rất rất nhiều bạn ở đây mình biết rằng chưa thể phân biệt được đâu là người đồng tính và đâu là người chuyển giới. Và tất cả những cái các bạn có thể hiểu được, các bạn có thể quyết định được cho người khác, đa phần đều nhìn qua cái nhân dạng của họ ở bên ngoài. Các bạn thường thấy những người nào như vậy và các bạn sẽ có những cái nhãn sẵn có đó và để dán lên cho họ, đúng không ạ? Có đúng không ạ? Có đúng thì xin cho một tràng hoa tay ạ. Mình hy vọng là sau cái bài nói chuyện này của mình
thì sẽ có rất nhiều bạn ở đây sẽ bắt đầu suy nghĩ hơn về những cái nhãn mà mình dán cho những người khác. Đôi khi nó không chỉ giới hạn lại ở là đồng tính, dị tính, chuyển giới, mà nó còn giới hạn ở những cái khác như là người cao, người gầy, người xấu, người dở, người nghèo, người giàu. Nó là những cái nhãn mà chúng ta vô tình đặt ra để giới hạn mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh. Và điều đó nó sẽ làm cho chúng ta bị hạn chế rất nhiều cái sự giao tiếp của mình với tất cả mọi người trong cộng đồng. Tôi có một câu chuyện, có thể là nó sẽ không vui, nhưng tôi cũng muốn kể ở đây để mà tất cả mọi người có thể hiểu được là những bạn trong cộng đồng LGBT, những bạn người chuyển giới, những bạn người đồng tính đã phải có những cái khó khăn như thế nào. Khi mà tôi làm việc với những bạn chuyển giới, thì các bạn có kể với tôi một chuyện là các bạn phải đi không được ai nhận vào làm bất cứ một cái nơi nào hết. Những cái, thậm chí là những cái chỗ bán quần áo, những cái shop thời trang bán quần áo thôi, thì khi các bạn vô để xin việc làm thì thấy cái nhân dạng của một bạn chuyển giới như vậy, thì rất nhiều người nói là tụi bay vô đây để ăn cắp chứ mà làm được cái gì mà xin vô đây. Thế là các bạn buộc phải làm những công việc mà không cần nhiều người cho phép. Ví dụ như là có thể các bạn đi hát đám ma, đi tham gia các hội chợ để hát để đọc lô tô. Những công việc đó nhiều người xem và khinh thường nó, nhưng mà các bạn lại, đó là chính là những công việc mà các bạn cảm thấy nó lương thiện nhất để các bạn kiếm tiền, kiếm sống. Tất nhiên là cũng sẽ có những trường hợp biến tướng của một vài nhóm, họ sử dụng những cái nó hơi chưa đúng với là thuần phong mỹ tục Việt Nam mình. Ví dụ như là những cái màn biểu diễn nó hơi sexy quá. Nhưng mà với những bạn đi hát cơ bản không thì các bạn vẫn phải chịu những cái nhìn kỳ thị rất là lớn. Một bạn tâm sự với mình là có một lần á, tôi diễn ở Cần Thơ. Mình diễn ở Cần Thơ thì khi mà mình cái diễn xong rồi, làm xong rồi, qua ngày hôm sau mình ở lại một ngày mình chơi á, thì mình vừa bước đến cái chợ, một cái chợ lớn ở dưới Cần Thơ. Thì khi mình đi vô chợ thì đầu các bạn vừa bước vô chợ là ở cuối chợ đã có người đọc cái loa lên. Mọi người chú ý là có một cái thằng BD mặc cái áo đó, quần đó, xách cái túi đó, nó đang bước vô chợ và mọi người cẩn thận đồ đạc, nó sẽ ăn cắp đồ của mọi người. Các bạn nghĩ như vậy thì các bạn người chuyển giới của chúng ta, các bạn lắng nghe được và sẽ có cái cảm xúc như thế nào? Hay là có những trường hợp khác, có những bạn đã kể cho tôi nghe là khi các bạn bị gia đình phát hiện ra rằng mình là người đồng tính, thì gia đình gọi các bạn đang học ở trên Sài Gòn thì gọi về ngay nhà ở dưới Vĩnh Long. Và khi các bạn vừa bước vô nhà thôi thì người nhà đã lấy một cái thao tỏi băm và trát từ trên đầu xuống chân, với cái mong muốn, với cái suy nghĩ là làm như vậy thì cái người kia sẽ hết bệnh đồng tính và cái người bạn đó sẽ được chữa khỏi bệnh, khỏi bị quỷ ma dị ám nữa hết. Và các bạn nghĩ đi, đứng trước mặt của người thân của bố mẹ là ai, là con ruột của mình, hay là một cái thứ quỷ ma, hay là một cái loại bệnh hoạn gì, và bạn đó đã không biết phải làm gì ngay thời điểm đó, đã tức tốc chạy khỏi nhà và trên tay không mang bất cứ một thứ gì hết, rớt một chiếc dép. Người nhà đã chạy theo bạn đó và la lên giữa đường là ăn cướp để cho mọi người bắt bạn đó lại. Bạn đó vẫn chạy. 4 giờ sáng mà nó đặt chân lại trên Sài Gòn với một chiếc dép ở trong bàn chân của mình thôi. Và bạn đó không có một cái tương lai, một cái hy vọng nào hết. Mình chỉ có thể kể ra được một vài những trường hợp. Mình biết được rằng nó sẽ không hài hước được như những đoạn clip các bạn đã xem. Nhưng mình tin là nó sẽ có một chút gì đó để gieo cho các bạn một cái suy nghĩ về vấn đề của những người đồng tính, những người chuyển giới trong xã hội này. Họ gặp rất rất nhiều những sự kỳ thị. Rất nhiều những người khác đã dán cho họ những cái nhãn rất là xấu xa. Không cần biết người đó như thế nào, chỉ cần thấy người đó có những cái cử chỉ, những cái thái độ đặc biệt một xíu là đã dán những cái nhãn xấu xa lên như vậy. Mình muốn các bạn cùng chơi với mình một trò chơi, ngồi tại chỗ thôi. Các bạn thử nghĩ trong đầu cho mình 5 điều. Điều đầu tiên, các bạn nghĩ cho mình một người bạn thân nhất của các bạn, nghĩ trong đầu thôi. Điều thứ hai, các bạn nghĩ cho mình ở trong đầu một cái nơi mà các bạn hay đến với bạn bè nhất. Điều thứ ba, các bạn nghĩ cho mình người mà các bạn tin tưởng nhất ở trong gia đình, họ là ai. Điều thứ tư, các bạn hãy nghĩ cho mình ở trong đầu một cái món đồ gì đó quý giá nhất của các bạn đang sở hữu.
Và điều cuối cùng mình muốn các bạn nghĩ ở trong đầu, đó là một cái mơ ước của các bạn cho tương lai của mình. Các bạn đã nghĩ xong chưa? Ok, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện liên quan tới 5 điều mà các bạn vừa nghĩ. Giả sử bạn là một người đồng tính. Ngày hôm đó, bạn bước vô lớp và bạn bức bối quá. Bạn phải kể cho một người nào đó nghe về cái sự thật của bản thân mình. Bởi vì bạn cảm thấy bị dồn nén nhiều quá. Thế là bạn gặp một người bạn thân của bạn, người bạn mà bạn vừa nghĩ trong đầu. Bạn nói với người đó, tao là người đồng tính đó. Và mày thấy sao? Ngay lúc đó thì người bạn của bạn đã đứng dậy và trừng mắt nói là mày ghê tởm quá, vậy mà hôm bữa giờ tao không biết cái việc này và đã vậy tao còn coi mày là bạn của tao nữa, mày thật là đáng bị ghê tởm, bị nguyền rủa. Thế là người bạn đó bỏ đi. Bạn buồn bã và bạn tiếp tục đi. Bạn đến cái nơi nào đó để giải khuây. Một cái nơi mà bạn đã từng đến với bạn bè của bạn. Những cái người bạn của bạn trước đây đã rất vui ở nơi đó. Nhưng mà bây giờ khi bạn đến thì cái thông tin bạn đồng tính nó được lan tới đó rồi. Thậm chí người chủ quán ở đó, cái người chủ nơi đó đã ra gặp bạn và nói là ở chỗ này không có chứa chấp người đồng tính, tụi tôi không có tiếp, không phục vụ cho người đồng tính, mời đi chỗ khác. Bạn lủi thủi bước về nhà. Bạn về nhà thì bạn gặp người thân của bạn. Bạn nghĩ là đây là nơi nương tựa lớn nhất của bạn. Và bạn kể cho, trong lúc mà bạn đang rất là bối rối, bạn kể cho bố mẹ của bạn nghe. Thì bố mẹ của bạn sau khi nghe xong câu chuyện của bạn thì mới nói là thôi, coi như là tao không có đứa con như mày. Mày đi đâu mày sống đi, mày đừng ở nhà này nữa. Và bạn đã phải ra đi ngay lúc đó. Trên tay bạn không cầm được bất cứ một món đồ quý giá gì hết. Mình muốn hỏi đây á, tất cả mọi người cùng suy xét lại giùm mình, cái điều thứ 5 mà các bạn nghĩ trong đầu, liệu nó có thực hiện được không? Có thực hiện được không ạ? Khi mình tham gia một cái buổi giao lưu với các bạn trẻ ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mình cũng có từng chơi một trò chơi này. Và có một bạn sinh viên đã giơ một tờ giấy cuối cùng lên và nói: cái điều em mơ ước, chứ em chỉ ghi một chữ thôi, đó là sống. Nhưng mà hình như em thấy bây giờ nó cũng không còn có thể thực thi được nữa. Mình nghĩ đó cũng là một trong những cái điều mà chính những bạn trong cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới đang gặp phải. Và mình hy vọng là tất cả những bạn trẻ, những bạn đang hâm mộ cái chương trình TEDx ngày hôm nay, thì của các bạn cũng sẽ chung tay, cũng sẽ chung sức để mà hỗ trợ cho các bạn trong cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới, để các bạn có thể sống được như là chính các bạn mong muốn. Hoặc là có thể các bạn có thể hiểu thêm một chút thông tin để có thể chia sẻ được với những người bạn thân xung quanh mình. Mình xin kết lại cái phần chia sẻ của mình bằng một câu của cựu tổng thống Tây Ban Nha. Khi mà ông quyết định thừa nhận quyền kết hôn đồng giới trong đất nước mình, ông đã chia sẻ: họ là ai? Họ là người thân, là con, là cháu, là người hàng xóm, là anh thợ cắt tóc đầu hẻm, là cô thợ may, là những người thân, rất thân và xung quanh bạn. Như là một lời kết để chúng ta hiểu được rằng những người đồng tính họ có ở khắp nơi, những người chuyển giới họ cũng có ở khắp nơi, và họ đang góp sức cho cuộc sống này thêm một ý nghĩa hơn. Và hy vọng rằng tất cả những định kiến, những kỳ thị, những dán nhãn, những định khuôn của tất cả mọi người sẽ dần được xóa bỏ để giúp cho họ có thể trở thành những công dân tốt như tất cả mọi người ở đây. Xin cảm ơn.